cái chế hả chú? Ok các bạn nhá, bây giờ thì mình sẽ đi ăn sáng các bạn, ăn sáng đấy. Mình mời cả nhà nhá. Ăn sáng sau đó mình sẽ đi quay chia sẻ cho mọi người xem chợ phiên ngày hôm nay có gì đặc biệt. Đặc điểm gì nổi bật, phong phú, mình sẽ đi quay chia sẻ cho mọi người nhé. Mời cả nhà ăn sáng nhé. Bây giờ thì mình đang ăn phở các bạn. Đấy, bát phở có 30.000 thôi, rất là nhiều thịt. Đấy, thịt lợn đen nhé các bạn nhé. Ở đây đa số là bán thịt lợn đen. Và đây là rau thơm, đây là ớt. Đấy. Mời cả nhà ăn sáng nhé. Phở bông các bạn, phở đỏ. Ở vùng cao thì đa số là ăn phở đỏ thôi. Vâng, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo ở trên kênh Hải và Tháng. Hôm nay thì mình đi chợ phiên các bạn, đi chợ vùng cao, đi khám phá trải nghiệm và quay ghi hình lại chia sẻ cho mọi người. Và đây là chợ Xin Chén vào lúc khoảng 7 giờ sáng. Mình thấy là mọi người đi khá là nhiều rồi. Và nhiệm vụ của mình hôm nay là đi ghi hình chia sẻ cho mọi người. Rất là mong mọi người xem video, theo dõi, đăng ký kênh của mình nhé. Và không làm là lôi thôi mất thời gian của các bạn nữa, mình sẽ đi luôn và ngay nhé các bạn nhá. Nào bây giờ thì mình mời các bạn đi trải nghiệm nhá. Rồi ok các bạn nhá, bây giờ thì Hải Bảo Thắng sẽ đi ghi hình chia sẻ cho mọi người. Chúng ta vẫn đang đứng ở khu vực chợ gia súc, đó là chợ trâu. Đấy. Bên kia thì có một con trâu rất là to và bây giờ thì mình sẽ sang đấy ạ. Ghi lại một số hình ảnh cho mọi người xem. Đấy, con trâu đực này, con trâu lon các bạn, rất là to nhé, rất là béo và nó rơi vào tầm 6 tạ các bạn. Đấy, rất là to này. Đây các bạn này, một em trâu đực rất là khỏe. Con trâu này thì các bạn mua về có thể là kéo gỗ hoặc là làm trâu thương phẩm. Đấy, con trâu này rất là dài trâu các bạn, chắc trâu. Đấy, con này rơi vào 6 tạ, 6848. Và con này thì người ta giao giá thì cũng phải vào 47-48 triệu các bạn. Chúng ta đang đứng ở chợ Xin Chén, một phiên chợ vùng cao. Nói chung là trên này thì cũng có trâu. Và khu vực này được xây dựng rất là kiên cố, khang trang, sạch sẽ các bạn. Đấy, bên này cũng có trâu này các bạn ạ. Đấy, những con trâu trên vùng cao rất là chắc thịt. Con này thì đang tuổi lớn. Đây, con này đang tuổi lớn đây cả nhà này. Nó dỗi mình hay sao ấy, nên nó không nhìn mình nữa các bạn. Đây. Con này nó chỉ rơi vào tầm khoảng 3 tuổi thôi cả nhà, 3 tuổi thôi. Đấy, rất là chắc thịt nhá, béo mập mạp các bạn. Còn khu vực dưới này thì đó là khu vực chợ chim. Người ta đang xem chim cho giao lưu, trao đổi. Bây giờ thì chúng ta sẽ xuống, sẽ sang bên kia nhé các bạn nhé. Sẽ sang khu vực cái bờ xây kìa, để xem những chú mi ở trên vùng cao như thế nào. Đấy, xem có hót hay không các bạn. Đấy, đây có một em trâu mẹ này. Đấy, trâu mẹ rất là to. Đấy. À, em trâu mẹ này đẻ được khoảng 3 lứa tuổi rồi các bạn. À, 3 lứa con rồi. Video này thì là mình không báo về giá cả trâu bò. Đấy, nếu mà các bạn muốn biết chi tiết thì mời các bạn sang kênh chính về của mình, đó là kênh Tây Bắc TV1. Còn video này mình chủ yếu là quay những hình ảnh con trâu con bò ở trên chợ phiên để cho các bạn nắm bắt được chợ Xin Chén cũng có trâu bò để bán. Và đây là có cả chim này các bạn này. Khu vực người ta để những cái lồng chim đây cho giao lưu, cho nó đua nhau nó hót, để cho nó thuần dần các bạn. Và trên này thì đa số là chim mi đấy nhá.
Đấy, trên trên này rất là nhiều các bạn, rất là nhiều chim mi. Và mình có hỏi rồi, những con mi bình quân nó rơi vào tầm trăm triệu rưỡi các bạn, triệu rưỡi mới. Đấy, triệu rưỡi đấy là mi mộc nhá, còn mi thuần thì nó tùy vào từng con. Có con thì 2 3 triệu, 7 8 triệu cũng có các bạn. Ôi, con kia hot ác nhỉ. Đấy, nó ve cánh nha các bạn ạ. Đấy. Con này rất là bạo và hot rất là hay các bạn. Đấy, hai con nó ve nó đứng gần nhau nó ve này. Ở trên này thì chủ yếu là các bác lam. Đấy. Các bác lam, đây là một. Ôi. Ôi. Vô. Chim bị sổng ạ. Một con mi để lồng gió này bị sổng. Kiểu nó nhốt lâu rồi nó bay yếu nhỉ bác nhỉ. Bắt được rồi các bạn. Cuối cùng thì đã bắt được một con mi sổng lồng. Nguyên nhân là do gió to các bạn. Cái gió to nó thổi bay lồng xuống. Đấy các bác để mi thì chú ý nhá. Không gió nó to nó đột xuất các bạn. Đấy, mấy bác này sợ hết rồi. Mấy bác này sợ là phải treo xuống hết rồi các bạn. Không phải gì gió nó to là nó quật xuống là chim nó bay hết thì như kiểu phóng sinh luôn. Rồi ok các bạn nhé. Đấy là những hình ảnh những con chú chim mi ở trên chợ phiên. Ôi không phải thuốc nào, mình tưởng thuốc nào. Xem có con nào. Làm gì rồi, quay được gì chưa? Quay rồi, em đi xem mấy con chim à, Bắt về à? Con nào? Nhưng mà chả bắt được con nào, con chim xấu ấy. À xấu á. Cái này à, có mồi để cho thử à? Ừ. À. Tiền đấy. À, đây á. Cái này 3 triệu. Máy thì của mình, máy điện thoại bình thường thế thôi. Mic thì triệu thế thôi. Không, nhưng mà cái ấy nó đẹp ấy nhỉ? Tay á? Quay đẹp à? Ừ, iPhone nét mà. Nên nắng nó chói, hơi chói thì. Nhưng mà quay được. Ờ, người ta đang xem mấy con mi này các bạn này. Đấy, xem mấy con mi. Xem có con nào hot hay không. Đây này, lồng này cũng có này. Nói chung là mi mộc thì bình quân nó rơi vào tầm 1 triệu rưỡi một con. Đấy là mi mộc nhá. Còn là mi có khả năng là đắt hơn một tí. Ví dụ nó thuần rồi thì nó đắt hơn một tí các bạn. Rồi ok các bạn, chúng ta sẽ rời khu vực chợ gia súc. Đó là chợ mi và chợ trâu. Đây là một số các bác lắng đang ngồi bên trên. Bây giờ thì mình sẽ đi lên chợ phiên để ghi hình quay chia sẻ cho mọi người. Rất là lắng mọi người ạ. Nói chung là trâu bò bán rất là chậm. Bởi vì là Trung Quốc bây giờ là họ không thu mua nữa. Họ đóng cửa biên, đóng biên. Nên trâu bò bán nó chậm lắm. Giá hơi bình quân bây giờ nó chỉ rơi vào tầm 65 đến khoảng 80 thôi. Đây, chúng ta đang đứng ở khu vực chợ, khu vực người ta bán rượu ngô các bạn. Rượu ngô này. Đấy, rượu ngô thì 20.000 một lít các bạn. Đây. Đấy, bác kia, cái chai đấy nhỏ nhỉ, cái chai đấy. Chai đây thì chắc chắn là chưa được nửa lít đâu. Đấy. À. 20.000 một lít. Cái kia thì không biết là mấy nghìn, 3824 à? 8, mấy, ví dụ đầy cái chai đây là mấy nghìn bác? 8.000 à? 10.000 à? À. Chai Coca đấy, khoảng 10.000, chai nhỏ các bạn. Ờ, à, đấy là rượu ngô nha các bạn nhé. Úi, thừa quá. Thừa này. Thơm lắm các bạn. Đấy, rượu ngô rất là thơm. Và cái đặc điểm rượu ngô thì mình uống rồi các bạn. À, thứ nhất là uống nó lặng một tí thôi nhưng mà nó không bao giờ đau đầu. Đấy. Rượu gạo thì uống vào đau đầu lắm các bạn. Không biết là mình mua phải quán người ta không biết nấu hay là người ta cái men của nó họ không chuẩn nên nhiều khi mình uống rất đau đầu. Nhưng mà rượu ngô say thì có say nhưng mà nó không đau đầu các bạn. Và có 20.000 một lít thôi. Đấy, khu vực này trời thời tiết hôm nay thì nói chung là rất là nắng. Đấy, một nửa bên này mát, một nửa bên này thì nắng. Đấy, còn khu vực ở đây là người ta bán thuốc lam các bạn, bán thuốc để chữa đau lưng xương khớp rồi nhức mỏi cơ thể.
đấy, đau dây thần kinh, đấy, bệnh trĩ, nói chung là đầy đủ, có tất các bạn, không thiếu một cái gì cả. Đấy, ví dụ đây là những cái chai, đấy, cái chai này để uống nhé các bạn nhé, uống hoặc là chúng ta bóp chân bóp tay cũng được, đấy, chữa các bệnh đau xương đau khớp, nhức mỏi cơ thể. Đấy. Đây là như chị này hình như đang định mua thuốc các bạn. Đấy. Bây giờ thì mình sẽ quay một số hình ảnh một số loại thuốc chữa bệnh cho mọi người xem nhé. Đây. Đây ví dụ như cái này các bạn này. Đấy. Đây nhá, ví dụ như thuốc điều trị bệnh trĩ này, trĩ nội, trĩ ngoại, này, đường bị bệnh đi điểu tiểu ra máu này, đi lại khó khăn này. Đấy, bị sa bùi trĩ này, ẩm ướt ngứa hậu môn này, cách dùng này đun nước uống. Đun uống sáng tối hoặc rửa này, đấy. Nói chung là được hết các bạn. Đây là các loại thuốc thì cô ấy có ghi ra để cho khách hàng nhìn cho nó rõ và đỡ hỏi nhiều. Thuốc chữa này, đau xương, đau khớp, thoái hóa cột sống, phù chân tay, tê bì, cách dùng để uống và xoa bóp sáng chiều trước khi đi, trước khi ngủ dậy các bạn. Đấy. Mỗi một loại thuốc thì có một cái công dụng khác nhau nên các bạn mua thì các bạn bị cái gì thì các bạn phải hỏi kỹ là xem thuốc ấy chữa bệnh gì, bởi vì là rất là nhiều loại thuốc ở trên này các bạn. Bác ấy có cái cây gì mà như kiểu cây cây dạng như kiểu cây mon nhỉ, không phải cây mon nhỉ. Đây là một số đồ dược liệu ở trên rừng nhé các bạn nhé. Đây này, ví dụ như là bác có, bác biết, các bạn biết gì không? Đây quả dứa rừng này, dứa dại, dứa rừng nhé. Đấy. Ôi gió, gió. Đấy, cái này để, đây là một trong những thành phần để gia vị của thuốc nam. Hoặc là các bác để ngâm rượu nhé. Đấy, được hết các bạn. Đấy, những quả nhỏ này thường thường nó 10.000 một quả đấy các bạn. 10.000 một quả, đấy, 10.000 một quả. Còn... Hình như là đây có bác có cả cây chữa bệnh gan này, cây tím tím này các bạn này. Và bên cạnh đây này dây bổ máu nhé các bạn nhé, dây bổ máu này. Đấy, dưa đây chữa về máu, rồi hoa mắt, rồi thiếu máu. Còn đây là những cái gia vị, những cái túi thuốc mà chữa đau lưng, đau xương, đau khớp. Và chủ yếu là dùng để làm nước uống các bạn. Uống, đây là gọi là đun nước để uống. Chứ không phải là thuốc như kiểu thuốc Tây các bạn. Đây, mấy quán này cô bán rất là nhiều. Đa số ví dụ những cái cây như này các bạn này, những cái cây này. Đấy, các bạn biết đây là gì không? Đây là cây cây mật gấu. Cây mật gấu các bạn. Nó có màu vàng. Đấy, còn đây là dây bổ máu các bạn. Đấy, dây bổ máu chữa bệnh về máu, thiếu máu này, rất là nhiều. Còn đây là khúc bổ máu ạ. Khúc bổ máu cũng nó cũng tác dụng như kiểu dây bổ máu ấy. Đấy, cô này cũng rất là nhiều các bạn. Dây bổ máu ấy. Đấy. Chợ phiên mà. Đấy, đây có quán uống nước này. Nhưng mà tí nữa mình vào uống các bạn. Bây giờ mình đi quay tranh thủ quay cho mọi người đã. Quán này thì mình thấy là người ta bán đồ khô rất là nhiều các bạn. Đấy, bây giờ thì mình sẽ quay ghi hình chia sẻ cho mọi người một tí nhá. Đấy, ví dụ như là đây chị có củ ấu này, củ ấu nhỏ các bạn, củ ấu nhỏ, củ này củ tươi nhá. Còn bên này là củ ấu khô các bạn, đây là củ ấu khô. Đấy. Một loại tươi, một loại khô. Ngoài ra thì chị có cả tam thất này. Đấy. Đấy, tam thất khô các bạn. Tam thất thì có loại 300, loại 400, loại 500 cũng có các bạn. Đấy. Còn đây là các bạn biết gì không? Đây là hoa hồi này. Đấy, hoa hồi. Cái này cho vào làm gia vị thức ăn các bạn. Đấy, cho vào thắng cố hoặc là cho vào nồi lẩu hoặc là cho vào một cái món gì đó mà nó hợp với gia vị này thì các bạn cho vào. Đấy. Còn đây là các bạn biết gì không? Mắc khén này các bạn ơi. Đấy. Đây. Đấy. Quay gần cho các bạn xem. Đấy. Đấy. Đây là thảo quả này. Đấy. Đây là thảo quả như các bạn nhé. Thảo quả ở trên rừng nhưng mà loại này loại khô nhé các bạn nhé, người ta phơi khô rồi. Đấy, khô này để được lâu các bạn. Còn kia là lũ hoa tam thất. Đấy.
Nụ hoa tam thất thì nó rơi vào tầm 800.000 một cân, 400.000 nửa cân các bạn. Còn đây là hạt tiêu, còn kia là hạt dổi các bạn. Hạt dổi thì 70 đến 100.000 một lạng. Nói chung là thời tiết bây giờ đang nắng. Đấy, chị bán cả một số gia vị như kiểu ớt này. Đấy, chẩm chéo ấy. Bây giờ thì mình sẽ đi ghi hình cho bạn một số hình ảnh người ta một số món ăn ẩm thực nhé các bạn nhé. À, quán này hình như là quán thịt chó các bạn. Cái lòng này lòng lợn đi nhỉ hay lòng chó nhỉ? Nhưng mà lòng chó này hình như nó nhỏ hơn chứ. Đây này. Không biết là lòng chó hay lòng lợn các bạn. Ông ơi. Không biết ông đi đâu. Đấy. Nhìn rất là ngon các bạn. Cái này là người ta mới luộc xong. Buổi sáng người ta luộc ấy. Đấy, ăn rất là ngon. Nếu mà các bạn nào muốn trải nghiệm thì mời các bạn lên chợ phiên vùng cao nhé. Mỗi một nơi thì nó có một cái gia vị hoặc là một cái phong cách nấu khác nhau các bạn. Nó cũng cùng là một món ăn thôi, nhưng mà mỗi một nơi thì có cái vị riêng. Đấy, nên mọi người thì có thể đi chợ phiên để trải nghiệm các bạn. Đây là mèn mén à? Bác ăn mèn mén à? À. Quay đi làm ba đi. Vâng ạ. Cháu phải ăn hết. Cái này là mèn mén trắng nhỉ? Cái này có trộn cơm không cô? À đây cơm này. À. Cháu này vừa ăn phở bên kia rồi. Mỗi hôm đi cứ ủng hộ một quán. À. Mèn mén này. Ô cái này phải ăn cùng mèn mén chứ nhỉ? À ăn bên kia rồi. À. Ôi ăn này nó ăn chưa nhỉ? Cái này mấy nghìn bát này cô? 10.000 à? À? Cái này ăn no rồi. À. Ba cái làm một bát này thì có mà no đến trưa. Tối luôn nhỉ? À. À, đây là chân giò luộc này các bạn ơi. Chân giò luộc. Đấy. Thôi bác cứ dùng đi, cháu ăn rồi. Cháu vừa ăn bên kia rồi. Mén mén phải có nước nhé các bạn nhé. Ví dụ đây phải có nước này này. Mà nước thì này ngon, luộc này ngon này, ngọt. Đấy, mén mén này. Đấy. Quay sát cho mọi người xem. Vâng, đây là chân giò luộc. Đấy, đây là phở này các bạn nhé. Phở ở trên vùng cao. Thôi bác dùng ngon miệng nhá. Đấy. À, đây là chảo ốc đậu các bạn, chảo ốc đậu. Nếu mà chúng ta ăn mèn mén mà không ăn thịt kia thì các bạn phải trộn ốc đậu vào thì chúng ta mới ăn được. Đấy, nếu mà không có nước thì rất là khó nuốt các bạn. Mình ăn thử rồi, mình đã ăn thử rồi, rất là khó nuốt, bắt buộc phải có nước các bạn. À, khu vực này mình thấy là rất là đông nhưng mà không biết là làm gì các bạn. À, người có khả năng là người ta đang trao đổi buôn bán cái gì đó. Rất là bí hiểm các bạn. À kính kính à? Kính cho người già. Kính kính. Em ăn kính à? À có kính dành cho thanh niên không? Anh cũng bị hoa mắt này. Ví dụ nha, nhìn từ đây đến cái cột kia là anh không thấy biển số xe đâu ấy. À, cái này kính não nhỉ? À, cái này mấy phẩy bà? Cho xem mấy phẩy nào. À đây có số phẩy 2,5. Bà đeo xem được không? Được, bà đeo rồi. À đeo rồi ạ. Cái này, ví dụ cái này khoảng mấy tiền? Dạ. Mấy tiền em? Cái này em bán 50 thôi, 50 còn bà có thể đó. 50 à? Cũng rẻ mà. Mấy cái xấu chứ thì chẳng đâu. Bây giờ rẻ thì bé quá. Bé? Bé. À. Mắt đang bé này. À, hóa ra là bà này đi bán cái kính lão cho người già. Cái kính đấy rơi vào 50.000. À. À, cháu quay cảnh tí. À, bà đang thái thịt cho khách các bạn. À, bóc thịt đây gọi là thịt bóc. À, thịt bóc. Thịt này ăn mới ngon các bạn. Đây là toàn lợn đen hết hả bà? À, ở trên vùng cao thì lợn đen là đặc sản đấy các bạn.
không về đặc sản nhiều thì nó cũng rất là nổi tiếng. Bà đang quán bà ngồi đây nhỉ? À, để lần sau cháu qua ủng hộ. Vì cháu vừa ăn minh, cháu mấy thằng bạn ăn minh kia rồi. Để mỗi lần đi quay ủng hộ mỗi quán một lần. Chứ quán nào ủng hộ là không có mồm ăn kịp. Bà đang bóc thịt, những cái thịt luộc rất là ngon các bạn. Ôi đây có rổ phở đỏ chưa? Ngon nhỉ? Bác là người Lùng chứ nhỉ? Người Lùng. Ở đây thì đa số là người Mông và người Lùng các bạn. Đấy, bác đang chuẩn bị cho khách. Đây có cả lòng chưa vớt này các bạn ơi. Cái này bán theo lạng à? Bao nhiêu tiền lạng à? Ồ thế rẻ nhỉ? Là 50.000 năm lạng. Thì ăn cơ mà bại. Đấy phở nha các bạn nhé. Người ta sẽ trần qua nước nóng. Sau đó là cho thịt vào này, cho hành vào này, cho gia gia vị thì không cần bởi vì cái phở này nó đã cái nước luộc thịt ý thì nó đã ngọt rồi các bạn. Đây như kiểu bạn này đang ăn lòng rồi. Đấy. Ở đây thì có cả trễ và lòng non. Và có cả gan, chân giò luộc, có cả con gà. Đấy. Đấy, các bạn thích ăn gì thì các bạn có thể là gọi theo yêu cầu nhé các bạn nhé. Đấy, gọi theo yêu cầu thì là người ta sẽ phục vụ. Ví dụ chúng ta ăn lòng không thì cũng được. Hoặc là ăn thịt bóc này không cũng được. Đấy, tùy vào chúng ta. Nếu mà người mình trước khi mà chúng ta ăn ấy, thì là người ta sẽ hỏi các bạn, hỏi ăn món nào. Đấy, còn không thì người ta cứ cho tổng hợp vào. Ồ đây có mật ong này các bạn này. Đấy, mật ong đây. Mật ong này, này cả sáp cả mật các bạn này. Ở đây thì sáp không này, sáp không thì nó rẻ, nó rơi vào tầm 50-60 nghìn thôi một cân, có nghĩa là trong đa số là tàn nhộng thôi các bạn. Còn cả mật cả sáp này bình quân nó rơi vào tầm 140-150. Đây. Xin chào em nha. Bán ở đâu ấy? À đi chợ chơi đấy. Một bạn đi chợ, bạn ấy người Mông sao nhỉ? Đấy. Rồi ok, chúng ta sẽ ra khu vực này tí các bạn. Khu vực người ta bán thịt lợn. Hình như quán này là bán thịt trắng các bạn. Và anh đi mua thịt, mua được can rượu các bạn. Rượu này rượu ngô nhé các bạn nhé. Can này chắc chắn là can 2 lít rồi các bạn. Cái đấy. Cái này là thịt lợn trắng này. Này ba chỉ. Cái đây là mông hay là cái gì đấy? Mông. Anh mua cái can này can 3 lít các bạn, mình tưởng là can 2 lít. Đấy, can rượu 3 lít. Hai cân à? Trang sáu, trang sáu, cái này là lợn trắng mà, đây, lợn trắng các bạn. Chúng ta vẫn đang đứng ở khu vực hàng ăn các bạn. Còn khu vực quán thịt lợn thì mình cũng không quay nữa nha các bạn nhé. Thì mình chỉ đảo qua thôi. Khu vực này mình thấy là người ta đang ăn phở. Đấy. Bố mẹ đưa đi ăn phở này. Đấy, mấy cháu kìa. Vâng. Đấy, phở đấy các bạn. Ở trên này nói chung là đa số là ăn phở các bạn. Đấy. Ở bên kia cũng rất là đông nhá. Đây. Đấy. Nhưng mà mình ăn rồi các bạn. Mình ăn rồi nên không ăn nữa. Đấy, người ta có thể là vừa ăn vừa uống rượu. Đấy, chủ yếu là các bác nam ấy, thì đi đến chợ thì gặp bạn bè giao lưu. Đấy, vừa ăn vừa uống rượu các bạn.
Và rượu đây thì đa số là rượu ngô. Thôi, chúng ta sẽ tạm thời rời khu vực ẩm thực, khu vực thịt lợn, rồi rượu ngô. Chúng ta sẽ tiến tới khu vực cổng chợ. Đấy, còn khu vực này thì mình thấy là người ta bán dép này, mũ này. Đấy. Rồi đèn pin. Đây là ví dụ như người ta đang chọn đèn pin này các bạn. Đấy. Đèn pin để soi ếch. Đi đêm các bạn, đi đêm soi ếch. Nói chung là soi sáng buổi đêm. Còn sử dụng vào việc gì thì tùy các bác các bạn. Đấy, còn bên này thì mình thấy là người ta bán dép này các bạn này. Đấy. Những đôi dép nhựa rất là bền các bạn. Những đôi dép hình như là của chắc là của cả bên Trung Quốc và cả bên Việt Nam cũng có hết. Này ra ngoài làm ngày 3 triệu mà. À, chúng ta lại lạc vào khu vực đồ ẩm thực rồi. Đồ thêu các bạn, đồ thêu. Đấy. Khu vực những cái váy rồi những họa tiết hoa văn. Đây bên này này các bạn này, bên này mới nhiều. Bên này mới gọi là chính cống này, mình sẽ sang quay chia sẻ cho mọi người nhé. Đấy. Bên này là đồ thêu. Đấy, các túi thổ cẩm. Đây các bạn, đồ thêu này, túi thổ cẩm này rất là nhiều. Những cái túi này thì chúng ta có thể là đeo để tiền, để điện thoại, rất là nhiều thứ các bạn. Đấy, còn ở khu vực bên này là người ta bán thuốc nam các bạn. Mình xem thuốc chữa gì nào các bạn ạ. Ở đây có vị thuốc chữa sỏi thận này, sỏi mật này, suy thận này, tiểu đường này, sỏi trong bóng đái này. Đấy. Ở đây có vị thuốc khác này các bạn ạ. Thuốc đau dạ dày, viêm loét dạ dày, viêm ruột, đại tràng này. Nói chung là cô ấy ghi từng loại thuốc ở đây rất là dễ hiểu. Đấy, mọi người có thể là tham khảo. Rồi ok các bạn nhé. Chúng ta lại tiếp tục ra khu vực ngoài bên ngoài các bạn. Ôi gió. Hôm nay thời tiết là có gió các bạn. Chắc là bị ảnh hưởng bão ở đâu ấy. Mình thấy là thỉnh thoảng xuất hiện một số cơn gió. Ôi chỗ này sập hết rồi các bạn ơi. Chỗ này những cái cây mà người ta để chống bạt ấy sập hết rồi. Nói chung là đây là gió nhẹ nhá. Nó không như ở kiểu ở miền xuôi các bạn. Nếu như ở miền xuôi thì có lẽ là số bạt này mình nghĩ là nó không còn đứng ở vị trí này nữa các bạn, mà nó sẽ bay ra vị trí khác. Cô này bán cái ô tiện nhỉ, đỡ phải cầm. Cái này đi dãy cỏ thì ngoài trời thì tốt rồi. Cái này bao nhiêu tiền cái cô? Cũng rẻ nhỉ, 100.000 cái mà đỡ phải cầm. Và cái ô đây thoáng nhá, có hai tầng, một tầng thoáng khí các bạn, hai tầng. Tầng để thoát khí và bà định mua bà mua chưa xem nè và thấy là lạ đúng không ở khu vực này. Mình thấy mình sẽ vào khu vực này tí nhé các bạn nhé. Khu vực này rất là đông và thấy mọi người đang mua những đồ thêu. Túi này bạn ấy bán cả len này. Cái này len thêu nhỉ, len thêu. Quần này quần to các bạn. Đây, thêu ra những cái túi thổ cẩm rất là đẹp nhé các bạn nhé. Hoa văn, đây là hoa văn này. Hãy
Hoa văn này các bạn ơi, những hoa văn họa tiết mà người ta bán len hoặc cái khung thêu để về thêu ấy. Đẹp không? Đấy, thêu rất là đẹp nha. Đây. Đây là cái khung thêu nhé cả nhà nhé, khung thêu này. Các này, đây là các loại hoa các bạn. Đấy. Hoa hình dạng khác nhau nhé. À giống nhau nhưng mà nó khác màu các bạn. À, những cái đồ này chủ yếu là dành cho phụ nữ đấy nha các bạn nhé. Còn các bác nam thì đi làm việc nặng hơn. À, rồi kia các bạn nhé, chúng ta sẽ di chuyển một tí các bạn. Ở khu vực này này mình thấy là người ta bán toàn đồ phụ nữ đó, đó là pon này rồi rửa mặt. Đây mua tóc của em đây. Ồ. Bà này tranh thủ vừa thêu luôn này, chăm chỉ quá. Đây. Thêu. Cái đấy để thêu thì cho vào váy à em? Hay là vì cái khung nó nhỏ ấy nhỉ, nhỏ nhưng mà dài. Nhưng mà em thêu bán hay để dùng luôn? Anh thấy là một số lúc sáng anh thấy là ngoài cổng ấy nhiều người mua lắm đấy. Bạn bán nước hoa này các bạn nhà, cả nhà này, đây là đồ mỹ phẩm, đồ con gái đây. Không thấy là đồ con gái mà con trai bán nhỉ, mà thấy con trai mà con trai anh dùng được á? Đó. Đây là nước hoa con gái chứ, đây này. Con gái nhưng con trai cũng được. Dạ. Xem thơm không nhá. Ôi, mùi này mùi chè gì đấy? Mình này không chuyên gia lắm các bạn. Nói chung là thơm thì có thơm nhưng mà không biết là ví dụ mùi trà leo hay là mùi gì. Nói chung là quán nào cũng bán nhỉ. Cái này gần Tết nhỉ, chạy lắm ấy nhỉ. Nói chung là Tết thì dễ bán thôi. Hãy tranh thủ nhỉ. Chắc là phải có mấy cháu chứ nhỉ? Hai cháu à. Thế kém mình. Thế là vẫn kém mình. Rồi ok, cảm ơn nhá. Đấy, bạn ấy theo. Rồi ok, chúng ta sẽ ra cổng một tí cả nhà, ra cổng một tí xem có gì nổi trội đặc sắc mình sẽ ghi hình chia sẻ cho mọi người nhé. Đây là bà mua rồi chưa? Bà mua được cái rồi. Thế này mùa hè cho đỡ nắng. Và mùa đỡ mưa đỡ nắng. Nhưng mà gió to là phải tháo đấy nhá, nó bay cả người lên đấy. Đội cái ô này là ví dụ gió to là cũng là phải chú ý các bạn. Không là nó sẽ thổi cả người lên trời. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ mời cả nhà đi đi ra cổng để xem có những cái gì thú vị, mình sẽ ghi hình tiếp chợ phiên mà các bạn. Đấy, lúc thì có người rất là đông, lúc thì ít người. Đây. Ở đây là mình thấy là người ta bán cái ô như vừa nãy này. Đấy, đây. Đấy. Đấy, ngoài cổng thì khá là nắng các bạn, bởi vì là mùa hè. Ở ngoài cổng thì không có gì che nên rất là nắng. Ôi, ở đây mình thấy là người ta bán ốc này. Cái này sắp thành ốc khô rồi các bạn. Bởi vì bây giờ nắng nó khô hết cả nước ấy. Ngô. Đấy, khu vực người ta bánh rán các bạn. Sorry. Ui, nó nóng. Khu vực này thì đó là khu vực hàng bánh các bạn, đặc biệt là bánh rán, bánh khúc và bánh và xôi màu. Đấy, như kiểu cô kia đang lấy xôi màu cho khách.
Đấy, cứ 10.000 một bát các bạn. Ôi, đây có cái xe ô tô đi lại rất là nhiều. Mình thấy là người ta đang xem cái khung thêu các bạn. Đấy. Có là kim. À, rồi kia các bạn nhá. Đấy, chúng ta đang đứng ở chợ Xin Chén. À, chợ này diễn ra vào sáng thứ tư hàng tuần. Nếu mà mọi người mà chưa có dịp lên đây chơi khám phá trải nghiệm thì mình mời các bạn lên chơi nhá. Chợ xã Xin Chén diễn ra vào sáng thứ tư hàng tuần. Đấy, khu vực bên kia là người ta bán gọi là cắt tóc các bạn, gọi là cắt tóc. Còn khu vực bên này thì chủ yếu là máy móc thôi. À, có lẽ là video của mình cũng khá là dài rồi, mình xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều đã đăng ký kênh ủng hộ. Và đừng quên like, chia sẻ, ủng hộ kênh nhé, để cho kênh ngày càng phát triển hơn. Nội dung trên kênh của mình ấy thì chuyên đi chợ phiên, chuyên đi chia sẻ những hình ảnh và thiết thực nhất ở trên chợ phiên để gửi tới quý vị, cô dì chú bác, và gửi tới mọi người đi đâu xa, nhớ quê nhà, rồi các bác nào chưa từng lên vùng cao chơi thì có khả năng đây là những hình ảnh chân thực nhất các bạn ở chợ phiên. Đấy, mận này các bạn, người ta bán mận tâm hoa. Đấy. Chợ thì cứ vào phiên chợ cuối tuần hoặc là đầu tuần, nói chung là tùy phiên chợ các bạn, tùy phiên chợ, có phiên thì đầu tuần, có phiên thì cuối tuần. Đấy, có phiên thì có chợ thì giữa tuần các bạn. Đấy, người ta đây, khu vực này người ta bán chủ yếu là mận mận tâm hoa. Đấy, mận Bắc Hà đấy, mận ở trên vùng cao. Thôi, chúng ta sẽ ra khu vực này một tí các bạn. Nắng quá. Trung tâm ứng dụng công nghệ mới ép dẻo bằng lái xe chứng minh nhân dân. Rồi, mình đã đến khu vực ngã ba này các bạn. Có nghĩa là khu vực lúc mình đến xuất phát và bây giờ thì lúc kết thúc video mình cũng đứng ở đây. Cảm ơn mọi người, cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều nha. Một lần nữa, thank you.